rồi là vô nhóc luôn kìa đó, thấy chưa, em gái miền Tây này nha. Rồi thấy cản thư chưa, thấy con bốn con vậy, con chút ra kìa à. Chưa văng cái bóng ra ngoài kìa. Phái muộn dữ rồi. Thấy coi, nhà thấy heo nhỏ bao giờ dính con. Ừ, dính một con đó là vô nhóc luôn kìa đó, thấy chưa, em gái miền Tây này nha. Rồi thấy phản thư chưa đó. Được mấy cái? Hai cái nữa. Đó, bây giờ đâu đi đặt lại là quay lại cho cả nhà xem cái đặt là đó. Siêu sao luôn rồi. Đó, rồi lấy cái đầu vàng vô chỉ cái nắp chai cắt ra thôi để vào trống là ok luôn. Đó. Rồi đầu đi ra theo rồi. Em gái mình đây là đi kia chở một cái nữa lên chết. Đó. Nay làm biến cái lấy cây combo quay này quay không luôn, khỏi mít tít luôn. Rồi. Không có hả? Đem vô mé á. Vô. Bây giờ mình đây đây xác bé luôn rồi. Đó. Còn cái nào nữa không? Lấy cục gạch gì đó dặn xuống. Tháng 9 là nước bắt đầu rất là ngập lên rồi cả nhà. Đó. Chưa. Giờ được thấy con. Còn một chút gà. Chưa. Văng cái bóng ra ngoài. Phái bụng dữ rồi. Theo chân em gái miền Tây đi câu dở lọp ở đây bằng ấy thì câu cá luôn rồi cả nhà đó. Đây coi coi sao nha. Đó. Nước ngập rồi nha, đâu nè. Đó. Mưa tới. Mưa lâm gầm. Thấy cái nhà thấy heo nhỏ bao giờ dính con. Ừ. Dính một con cá bóc nữa. Xem gã bỏ sao đây. Đây là đầu vô là cởi đồ ra cái cục câu cá nữa nha. Đó. Vứt đi vô cuốn họng rồi. Ghê chưa hăng đúng không mới chưa. Cẩn thận nha, xem sát. Có rồi. Có nó bé.
Dạ không, mày dở đi. Cho mày dở, cho mày trải nghiệm. Ê, cởi đồ coi đi ông ơi, mặc đồ dài còn chi vậy? Gái dở lên nữa nè coi. Kéo con cả. Có không? Tiếp tục nè. Con. Con cái gì đó? Đặt lại luôn. Giờ chỗ khác đây. Ở trong đây hai con mà, ý hai cái mà. Ngoài đó một cái, trong này một cái đúng không? Ở trong này một cái nữa mà. Một cái luôn rồi. Rớt. Dính dữ luôn. Nhìn được chắc ở cái ký lô. Cá bự không? Cái lẽ là cá bự không? Tài thái rồi. Lấm vô, lấm vô tái, lấm vô. Thêm cái mình tay thì đặt nữa nè, đó. Kiếm cái cây này cắm xuống để hồi chó cũng kêu nữa đi. Rồi chào khán giả đi, bye bye. À, cấp đầu á, hiểu không? Cái cấp mà nước mới nhán lên là có được cá nó vô dữ lắm luôn. Rồi xong. Hết rồi cả nhà. Miền Tây em gái miền Tây đặt là cá bóng bằng cái chai Pepsi đó. Thì cái video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Mến chào, hẹn gặp.